Các bạn ơi, mình đã đóng phim cho Quân xong rồi. Quân đã tặng cho mình một chiếc đồng hồ thông minh nha. Bây giờ mình sẽ review cho bạn xem. Bây giờ mình sẽ khui ra để mà coi bên trong này có gì nha. Wow, một cái đồng hồ màu hồng. Thậm chí mình còn thích màu hồng nữa chứ đà. Màu hồng rất là dễ thương luôn nha. Tiếp theo là một cái đồ sạc đèn đồng hồ. Hiện tại cái đồng hồ này đã hết pin rồi đó. Các bạn thấy không, nó không còn lên nữa đâu. Bây giờ mình sẽ chỉ cách sạc cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình sẽ tháo cái cục chính giữa này ra. Đây. Giờ mình sẽ tháo cái mặt đồng hồ này ra để mình sạc nha. Ra nè các bạn ơi. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn vô đây. Đây các bạn thấy hai cái lỗ không? Trong đây cũng có hai cái lỗ nữa nè. Bây giờ mình sẽ đặt đúng vị trí của nó. Ok. Tiếp theo mình sẽ gắn vô cái chui sạc điện thoại nè. Đây. Gắn vô và đem sạc thôi. Còn đây là chiếc đồng hồ đang sạc của chị Thảo nha. Bây giờ mình sẽ sạc kế chị Thảo luôn. Đó. Ok. Còn đây là chiếc đồng hồ của chị Dương, con cũng màu hồng luôn, con gái thì màu hồng, còn con trai thì màu xanh nha. Hello. Đang làm gì Phương? Em đang suy nghĩ, không biết bao giờ em được ở một khách sạn sang chảnh thế này mà còn view đẹp nữa chứ. Giờ mình sẽ chuẩn bị đi tắm hồ bơi nha. Sẽ chuẩn bị đi tắm hồ bơi luôn nha các bạn. Đeo đồng hồ vô cái đã. Giờ mình sẽ đi lên lầu 24 để tắm nha. Mày chuẩn bị nè. Rồi, xuống tắm chợ. Em mời. Đó. Đang đi và đang đi. Rồi, chưa. Anh đâu? Hello, lại luôn, đủ chỗ, đủ chỗ lên rồi. Lại luôn, lại luôn. Kêu chú Bình nữa, chú Bình đâu? Chú Bình đi lên sao? Chú Bình đâu? Em chú Bình. Chú Bình ơi. Đi lên anh. Lại đi lên. Thank you.
nước được không? Cái đồng hồ này là cái mặt của nó bị chống nước, chống nước nha các bạn. Xong rồi các bạn thích video này thì cho mình like, share, subscribe, nhớ bấm cái chuông nữa nha. Hẹn các bạn những video sau. Bye bye.